Chuyển sang những thông tin đang được dư luận quan tâm trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vào rạng sáng nay, hiện Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương truy lùng nghi phạm. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay ngày 2 tháng 6, khi xảy ra mâu thuẫn, ông Phan Danh Hưng, sinh năm 1986, trú tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh đã sát hại vợ mình. Sau đó cháu gái và hàng xóm vào can ngăn cũng bị ông này sát hại. Ngay sau khi gây ra án mạng kinh hoàng, Phan Danh Hưng đã bỏ trốn và hiện các lực lượng đang truy tìm nghi phạm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với một số đơn vị phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức game online và cá độ bóng đá qua mạng Internet. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng đều thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức game trực tuyến, khi cầm đầu và cấp vốn cho một số đối tượng trực tiếp đánh bạc với các đại lý, nhà phát hành game, kết quả dù thắng hay thua thì đều chia 50-50. Ban chuyên án xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia và số lượng tiền rất lớn. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 là hơn 200 tỷ đồng, hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng triệt để công nghệ cao để kết nối, hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khởi tố 2 vụ án đánh bạc với 9 bị can. Sáng nay ngày 2 tháng 6, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bắt tạm giam bị can Phạm Văn Nam, sinh năm 1981, nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam về tội tham mô tài sản. Theo cáo trạng, lợi dụng nhiệm vụ được giao từ năm 2018 đến năm 2022, Phạm Văn Nam đã thu phí bảo hiểm của các khách hàng nộp cho mình nhưng không nộp về công ty, chiếm đoạt số tiền gần 300 triệu đồng. Công an huyện Sơn Động thông tin đến người dân, nếu ai đã nộp tiền phí bảo hiểm cho Phạm Văn Nam và bị chiếm đoạt như nêu trên, đến cơ quan công an huyện để trình báo hoặc liên hệ số điện thoại 0988 034 880 để được giải quyết. Công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi chặn, đập phá xe khách giường nằm khi lưu thông qua địa bàn huyện. Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Y Phương Nie, sinh năm 2002, Y Khôi Nie, sinh năm 2003, Y Ni Nie, sinh năm 1999 và Y Kun Mlo, sinh năm 1999, cùng chú xã Cư Né, huyện Krông Búc. Qua đấu tranh, 4 đối tượng khai nhận, sau khi cùng nhau ăn nhậu vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 6, các đối tượng ra đường Hồ Chí Minh chặn xe khách biển kiểm soát 75B00838 đang di chuyển theo hướng từ huyện Ehleu đi thành phố Buôn Ma Thuột và đập phá xe. Đến tối ngày 1 tháng 6, lực lượng công an đã bắt được cả 4 đối tượng gây án. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng mong muốn tăng cường sức khỏe và làm đẹp của nhiều người, hiện nay thị trường giao bán các loại thực phẩm chức năng đang diễn ra vô cùng rầm rộ với nhiều hình thức khác nhau, khiến cho người có nhu cầu như lạc vào ma trận. Bất chấp quy định của pháp luật, nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên sản xuất các loại thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn. Mới đây, một ổ nhóm sản xuất tiêu thụ thực phẩm chức năng giả đã bị đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ triệt phá bắt quả tang hành vi vi phạm. Thủ đoạn sản xuất hàng giả của ổ nhóm này bước đầu đã được làm rõ. Một chai nước collagen như thế này đang được giao bán trên thị trường với mức giá trên dưới 2 triệu đồng một sản phẩm. Vì được quảng cáo có chức năng làm giảm nếp nhăn, chống chảy sệ da, nên thời gian qua đã có nhiều người tìm mua. Thế nhưng sự thật nơi giao lò của những chai nước collagen được dán nhãn sản xuất tại Nhật Bản lại là một căn nhà ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Khó ai có thể nghĩ rằng bên trong căn nhà cấp 4 chật chội ẩm thấp lại là nơi cho ra lò hàng loạt loại thực phẩm chức năng giả mỗi ngày. Khách hàng có thể bỏ ra tiền triệu để rồi nhận về những viên nang trong điều kiện mất vệ sinh như thế này. Chẳng rõ bên trong những viên nang này chứa thành phần gì, nhưng cảm quan khi tiếp xúc thì chẳng thể yên tâm về chất lượng khi tất cả được đựng trong những bao túi ni lông vứt thẳng trên nền đất. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, có loại thì bốc mùi hắc nồng nặc, có loại viên nang thì đã kết dính vào nhau. Kiểm đếm sơ bộ, cơ quan quản lý thị trường xác định có 5 loại thực phẩm chức năng dạng viên khác nhau đang được tập kết ở đây. Còn tem nhãn để phục vụ cho việc sản xuất thực phẩm chức năng giả thì không đếm xuể. Về hồ sơ là phải rõ là số lượng là bao nhiêu, cụ thể như thế nào. Nhưng mà chúng tôi kiểm đếm thì chắc là rất là mệt vì số lượng nó quá nhiều, chủng loại cũng thế, tập trung hết vào các loại thực phẩm chức năng. Nhưng nguyên liệu thì chúng tôi chắc là phải cân thôi, tại vì không thể đếm được. Nhưng mà thành phẩm thì chắc phải đếm rõ ràng, rồi bao bì, rồi tem nhãn, đặc biệt những cái chống hàng giả, chúng tôi cũng phải làm rõ. Chẳng những làm giả xuất xứ của những loại thực phẩm chức năng dán nhãn ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu, một số doanh nghiệp trong nước cũng trở thành nạn nhân của cơ sở này.
Nhìn bên ngoài thật khó có thể phân biệt được đâu là hàng thật, còn đâu là hàng giả, khi tem mác gần như y hệt nhau. Trước ống kính máy quay, bốn thanh niên làm việc trong cơ sở này một mực trả lời không biết và kiên quyết không tiết lộ về ai đã chỉ đạo sản xuất hàng giả tại đây. Thế thì tôi không biết, vì mấy cái đồ này tôi mới làm nên là không hiểu nhiều. Thì tôi mới đến thì mấy anh em thì cứ ai làm thì tôi nhìn thì tôi làm theo thôi. Lãnh đạo đội quản lý thị trường số 1 đánh giá, đây là vụ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn. Các đối tượng chủ động chọn một căn nhà dân nằm ở ngoại thành xa trung tâm để thực hiện hoạt động sản xuất hàng giả. Phương thức thì thật ra là họ rất đơn giản, lợi dụng cái kinh doanh qua mạng. Ở đây là chủ yếu là qua Facebook, họ đặt hàng rồi qua Facebook thì họ thanh toán qua Facebook, qua mạng điện tử. Sau đó là họ đi giao cho người nhận cũng qua một cái thủ đoạn khác. Do đó là cái việc tiếp cận gần như là chỉ là phải thông qua cái môi trường online thì mới xác định được. Họ lại ẩn sâu trong cái khu vực nông nghiệp xa ngoại thành. Thì chúng tôi đánh giá là cái việc này chúng tôi sẽ phải chắc chắn là phải chuyển sang cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm hình sự trong tuần này. Do số lượng nhãn mác thực phẩm chức năng bị làm giả tại cơ sở này gồm rất nhiều loại, nên đến thời điểm hiện tại, công tác kiểm đếm, phân loại, lập hồ sơ của cơ quan chức năng vẫn đang được tiến hành. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đội quản lý thị trường số 1 và số 25 đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ, xử lý ở mức độ nghiêm khắc nhất. Đây, cái này, anh cận nhau một cái vào.